Quỳnh xin chào cả nhà đang xem kênh Thúy Quỳnh Nguyễn nha. Thì chiều hôm nay Quỳnh lại tiếp tục đi câu cá nha. Thì chiều hôm nay Quỳnh đi địa điểm mới nha. Đây là dưới cái chân cầu đường Xuyên Á nè cả nhà. Phía sau lưng Quỳnh là cái cầu cao thiệt cao, đó là cái cầu của quốc lộ Xuyên Á nha. Quỳnh sẽ câu con kênh ở dưới chân cầu này. Thì hy vọng là hôm nay sẽ dính thật là nhiều cá nha. Quỳnh mời cả nhà cùng theo dõi hết video của Quỳnh ngày hôm nay nha. Thì cả nhà xem kênh của Quỳnh xong thấy hay thì cho Quỳnh xin một like và một đăng ký nha cả nhà. Bây giờ Quỳnh sẽ chuẩn bị đồ để mình ra cần nha. Cái con kênh nào quanh chuẩn bị câu nè cả nhà, nhìn nó có đẹp không? Đó, quá chừng đẹp luôn, nước không chảy nha, nước đứng luôn. Phía trên bờ mình câu bên đây có cây dừa nè, dưới cây này là cây bần nha. Đó, tiếp theo bên đó là cái cây bần lăng nha cả nhà. Nó có cây bần màu tím rất là đẹp luôn nè. Wow, kế bên đây là một cái cây cà na nha, nó chỉ mới chỗ bông thôi. Chưa có trái, mùa này cà na vẫn chưa có trái nha. Đến mùa nước á, khoảng tầm 3 tháng nữa thì nó mới có trái, mùa này nó mới có bông à. Ở đây nguyên bụi chuối con mới vừa lớn luôn nè. Thì nay Quỳnh có chuẩn bị đem theo dù nè, với một cái bị cần, trong đây có cần tay cần máy. Thì cái con kênh này Quỳnh chưa câu bao giờ nên là không biết ở trên đây có cái gì, nên là mình đem theo đủ đồ luôn, có thể câu được cần nào thì mình sẽ câu cần đó nha. Giờ mình xách đồ lại địa điểm phía đằng đó mình câu nha. Đây là cái thùng đựng đồ câu của anh nha. Ở đây anh có trộn thẳng thao cám rồi. Trong đây thì có nón với mấy chai nước này, với một cái keo này là tổng hợp nha. Phao, lưỡi, chì, mani, đủ thứ để mình đề phòng có rủi ro nha. Bây giờ mình sẽ móc ngòi câu luôn nha. Cám này anh nó trộn sẵn ở nhà và ủ xong luôn rồi. Ui kiến. Để anh chuẩn bị thẻo rồi. Mình câu cần máy thì Quỳnh sẽ thật câu thẻo to nha. Rồi, giờ thẻo nè. Rồi, sẽ thay thẻo này. Quỳnh sẽ thay thẻo này nha. Lưỡi này thì lưỡi số mấy thì Quỳnh không biết, nhưng mà thấy tầm vừa câu thì mình chọn thôi. Quỳnh sẽ móc vô cái cần vàng trước nha. Nay Quỳnh câu đáy cả nhà, do thời tiết chỗ Quỳnh hôm nay nó chuyển mưa nhưng mà không mưa, gió dữ lắm luôn nên là mình không thể nào mà câu phao. Nay là Quỳnh câu đáy nha cả nhà, tại vì chỗ Quỳnh ở bữa nay như là thời tiết bất thường, quá mưa, không mưa nhưng mà trời vui thôi, nhưng mà gió rất là lớn luôn nên là mình không thể nào mà câu phao được, nó thổi phao mình lắc lư dữ lắm, mình không thể quan sát được á. Đây là Quỳnh sẽ câu đáy. Đây câu đáy thì mình sẽ xài chì to nha. Móc lưỡi xong nay Quỳnh câu lưỡi to hơn mọi ngày nha, với lại Quỳnh câu vẫn là thẻo hai em, mình bóp cục ngòi vừa thôi. Đây nè, mình câu thẻo hai bóp cục ngòi vừa vừa thôi, tại vì lưỡi mình cũng không to lắm nên không bóp cục ngòi bự. Đây, che lấp cái lưỡi là được. Ngòi móc xong rồi, bây giờ mình xuống cần đầu tiên nha cả nhà. Rồi Quỳnh mới vừa ra một cái cần ở chỗ sát bên bộ lục bình cả nhà. Cần thì Quỳnh dựng chổi đây nha. Thì mình sẽ cùng nhau chờ kết quả nha. Trong khi chờ cần máy thì Quỳnh sẽ lấy cần tay để mình ngồi câu kế bên luôn nha. Trong thời gian mà mình đợi cần máy thì Quỳnh lấy cần tay câu chơi nãy giờ cả nhà. Thì Quỳnh câu chuồng đó mang Quỳnh chuyển sang câu cám. Cám Quỳnh tự trộn chính là một con cá mè nè. Ồ, cái này là cá mè dinh khá là bự luôn nha. Nó bự hơn bàn tay của Quỳnh luôn. Nó dậy quá. Nó nu luôn nè cả nhà. Xem nó bự hơn bàn tay của Quỳnh luôn. Đây nè. Nha. Ui da. Con đầu tiên nha.
Ôi ôi nó bự nè. Quanh sẽ gọng cá ở chỗ cái gọng huyền thoại của Quanh nè. Cá mì dịch nó bự hơn bằng tay của Quanh, nó uống nu luôn. Gọng chỗ dưới chỗ Quanh câu luôn nha, để cho nó tiện. Thì cái cám này Quanh mới trộn theo công thức mới mà Quanh vừa nghĩ ra cả nhà. Thì đem đến đây sẵn là mình câu cần mái luôn. Thì Quanh đã dò viên nè, giờ mình câu thử nha. Thì Quanh tính ngồi đây câu chơi để mà mình chờ cần mái thôi. Chơi nhờ câu chơi mà dính cá thiệt. Dính con cá bự luôn chứ không phải con cá mini nữa. Đây là con cá mè dinh mà Quanh dính được cách bự cỡ này nè, cũng tầm được 5-6 con đó nha. Bự gì đó, cá mè dinh bự như vậy thì ăn thịt nó rất là béo và ngon luôn. Đây Quanh xuống chỗ chân cầu mình ngồi mình câu đó nha. Chỗ này có bóng mát nữa. Rồi, lúc ngồi xong rồi giờ mình ra cần nữa nha. Rồi vừa mới xuống cần là cá ăn liền luôn. Nay Quanh trộn cám công thức mới nhảy ghê luôn á. Đó 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 đó. Đó đó đó. Nó mới vừa lúc phao xíu rồi lên lại đó vẫn còn ngang nghĩa luôn nè. Đó. Rồi rồi rồi. Lúc lúc phao luôn mà nổi lên lại. Rồi nó chạy đi hay gì rồi ta? Hết mồi hay gì rồi? Hết mồi rồi. Con cá này thì cũng tầm khoảng hai ngón tay của Quanh nha. Đây nè, hai ngón tay luôn mà nó uống nu à. Cá mè cỡ này là ăn thịt nó rất là ngon. Đây con tiếp theo Quanh vừa dính được nha. Nãy giờ cũng được mấy con mini giống gì đó. Nó được mấy con với con bự giống cá mẹ với mấy cá con quá. Bùm. Quanh câu nãy giờ trời cũng sắp tối cả nhà, nên là Quanh sẽ quay cho cả nhà xem Quanh câu cá nãy giờ dính được mấy con nha. Thì câu cần mái từ trưa đến giờ thì không có dính con nào hết trơn á, nhưng mà Quanh lấy cần tay câu chơi cả nhà thì vô tình dính được vài cái mì dinh cũng khá là ngon luôn. Đây cá thì Quanh gọng ở chỗ cái bến này, nay may mắn nha, câu chơi mà ai ngờ dính được con cá mì dinh bự quá, với được mấy con cá nhỏ nữa. Đây, lượng cá mì dinh khá là bự luôn nè. Cá này bằng bàn tay của Quanh luôn nha cả nhà. Đây, dưới được khoảng 3 con cá nữa. Chắc Quanh nghĩ đây là con cá mẹ với 3 con cá con nha. Ở dưới chân cầu có người ta ở đó, giờ này tối nên ta mở đèn nữa cả nhà. Mặt trời cũng lặn rồi nè. Đây, cái con kênh này Quanh thấy cá ụt quá chừng luôn cả nhà nhìn xem nè. Nhưng mà câu nãy giờ từ trưa đến giờ thì không có con cá bự nào ăn hết trơn. Nó phía đằng kia cũng ụt nữa. Nãy giờ ngồi ở đây là nhìn cá ụt thấy mà ham luôn á. Chắc là do không có con nước để nó ăn á. Nghe nói là câu cá này là phải nước chảy nhẹ nhẹ mới ăn. Đó, nó ụt kìa.
rồi chờ mỏi mòn quá nên là Quanh lấy cần tay câu chơi luôn. Ai về dính được mấy con cá mà dinh cũng khá là ngon. Trời cũng trễ, Quanh xin kết thúc video tại đây nha, và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau nha. Hành trình của một buổi từ trưa đến chiều câu cá của Quanh đến đây cũng khá là dài cả nhà. Thì không dính được những con cá to Hugo, nhưng mà Quanh lại dính được một con cá mày dinh bằng bàn tay của mình. Như vậy thì cũng rất là vui. Quanh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha.